Dạ, Thanh Hải xin mến chào tất cả quý bà cô chú cùng anh chị em và các bạn. Thì nói chung mình cũng lâu lắm rồi, thì Thanh Hải cũng không lên một cái luồng like hay một video nào để cùng trò chuyện với tất cả cô chú anh chị em và các bạn. Thì trong những thời gian vừa qua thì Thanh Hải cũng có nói một đôi lời, nói rằng là về cái sự việc của chị Kim Hà. Thì cho đến ngày hôm nay là cũng hơn 5 tháng cô chú anh chị, thì vẫn chưa, thì Thanh Hải vẫn chưa có nghe thông tin gì mới, cho nên thì Thanh Hải quyết định là tạm ngưng lại để mà đi tìm những cái hoàn cảnh hoặc là những cái câu chuyện bên ngoài để mà cập nhật gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị em mình cùng được xem đó. Thì trong những thời gian vừa qua thì Thanh Hải có ngưng đăng tải về cái thông tin đó, thì trước khi đó thì Thanh Hải cũng lên làm một cái video nói rằng là tạm ngưng ha, tạm ngưng đăng tải những video nói về cái liên quan sự việc của chị Kim Hà ra đi tại dòng sông Vàm Cống hơn 5 tháng vừa qua đó. Thì trong những tháng, trong những ngày vừa qua thì Thanh Hải có tạm ngưng lại không đăng tải nữa. Thì cô chú anh chị em, thì trong khi đó thì có một số thành phần một số thành phần cho rằng Thanh Hải đây là bị phá mởm gì đó cô chú anh chị, đúng không? Thì cho rằng ở đây là bị phá mởm rồi, cho nên lên không dám lên nói chuyện. Thì trong khoảng đó thì cũng có một số những cô chú anh chị em đã comment và nhắn tin bình luận, thậm chí gọi điện thoại đến cho Thanh Hải và yêu cầu hỏi lý do tại sao Thanh Hải không vào cái câu chuyện của xà lan. Thì hôm nay thì trước tiên hết thì Thanh Hải cũng xin nói về cái sự việc mà cô chú anh chị em đã gọi điện thoại hỏi thăm Thanh Hải về sức khỏe và tình hình công việc như thế nào, và thứ hai tại sao không đi vào cái câu chuyện của xà lan ha. Đó. Rồi thứ ba thì cũng có một số thành phần cho rằng là ở đây bị phá mởm cái gì đó thì không biết. Đó, thì hôm nay và ba cái vấn đề ngày hôm nay thì Thanh Hải muốn đi vào để mà gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị em mình cùng xem và biết. Đó, thì cái thứ nhất là với lý do tại sao mà Thanh Hải nói một câu rằng là tạm ngưng đăng tải những video thông tin có liên quan về cái sự việc của chị Kim Hà đã đi tại dòng trống hơn 5 tháng vừa qua. Đó, thì cô chú anh chị em biết sao không? Thì với cái lý do như thế này là tất nhiên thì phân tích, đúng không? Trong những thời gian vừa qua thì những người phân tích nè và những người mà đưa ra một cái sự góp ý, thấy không, góp ý về cái sự việc ra đi của chị Kim Hà, tất cả đều có hết, anh em tất cả anh em YouTube ai cũng đều đăng tải hết rồi, có khá là nhiều. Cho nên thì mình thiết nghĩ nói rằng thì cái câu chuyện này nếu mà đặc dù mình nói hoài á thì nó tới lui cũng có nhiều à, cho nên tạm ngưng lại nha. Thì tạm ngưng lại chứ không phải là Thanh Hải bỏ cuộc luôn hay cô chú anh chị, tạm ngưng lại để vì sao? Tạm ngưng lại là để chờ những cái kết quả từ phía bên cơ quan chức năng, khi đưa ra một cái thông tin nào thì Thanh Hải sẽ cập nhật lại cho tất cả quý cô chú anh chị em mình cùng xem nha, chứ không phải là ở đây nó là bỏ cuộc luôn đó. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai thì trong những thời gian mà tạm ngưng á thì có một số thành phần cho rằng ở đây là nói chung bị phá mởm gì đó, không dám đăng tải nữa. Đó, cái điều này nói chung là hết sức là khi mà nghe rồi hết sức là nói chung là nó bất ngờ luôn bất ngờ luôn của chúng chị. Nói chung là phá mởm gì, nói chung ở đây tôi không nói gì sai, đúng không? Tôi không nói gì sai, từ đầu câu chuyện cho đến hiện tại bây giờ là tôi chưa nói cái vấn đề gì sai, đúng không? Chưa nói vấn đề gì sai mà gọi là phá mởm hay phá mởm, đúng không? Cho nên á, mấy anh á, đừng có lên trên cộng đồng mạng mà anh cho rằng ở đây tụi tôi ở đây là bị phá mởm với phá mởm, xin thưa không có nha, không có phá mởm gì chân á. Mấy anh cứ cứ đào qua những cái câu chuyện của người ta mà không đi quay á thì mấy anh nói là cho rằng phá mởm để anh dựng lên câu chuyện mà anh tạo một cái drama, anh câu like câu view để anh chuộc lại cho bản thân của mấy anh, đúng không? Còn nếu người ta quay người ta nói nữa thì mấy anh cho rằng ở đây dẫn dắt dư luận, đúng không? Nếu mà ở đây nói nữa thì mình cho rằng dẫn dắt luận, mà người ta không nói nữa thì mình cho rằng bị phá mởm. Vậy tôi hỏi ai là người câu like câu view? Thì cô chú anh chị em nhìn cũng đã biết rồi, đúng không? Nói chung là bữa ngày hôm nay á, thì nói chung mình tính không có lên nói, nhưng mà do cũng nghe nhiều cái câu chuyện, nhiều nhiều mà những cái thành phần mà mặt mâm mặt bự gì đó, đó lên trên cộng đồng mạng cho rằng bị phá mởm gì đó, thì thật chắc hôm nay là không có phá mởm hết trơn á, chưa ai phá được trơn á nha. Khẳng định là câu như vậy là chưa ai bị phá mởm với phá mồm, cho đến tại thời điểm bây giờ là chưa có ai bị gì phá mởm với phá mồm mà như mấy anh mặt mâm mặt bự gì nói, đúng không? Chưa ai bị phá mởm hết.
cái vấn đề người ta không, khi mà ví dụ người ta cảm nhận cái câu chuyện này á, để cái hồi kết thì người ta không đăng tải nữa, thì ta nói là không đăng tải nữa thì mình cho rằng là nó bị phá mỏm rồi. Nó bị phá mỏm, phá mồm rồi đó. Còn nếu đăng nữa thì mình cho rằng là dẫn dắt dư luận. Vậy tôi hỏi mấy anh, tôi làm sao mới vừa bụng anh hả? Tôi làm sao mới vừa bụng anh, đúng không? Tôi làm sao nè. Còn vấn đề phá mỏm hay không thì mấy anh chắc có lẽ anh đã biết rồi đó. Có một kênh đó, một kênh đang bị phá mỏm rồi đó, phá mỏm đó. Thậm chí đăng những cái đoạn, đăng những cái nội dung trong đó có những cái tên nào đó, không, tên thường gọi ví dụ như là anh Tuấn Xà Lan, chưa dám nêu cái tên Tuấn nữa mà phải gọi chị T. Còn ví dụ chị Kim Hà, thấy không, đăng lên trong đó có đoạn nó nói về cái tên Kim Hà, cũng không nói về cái chữ Kim Hà nữa mà gọi là KH nữa. Ai bị phá mỏm, không, ai bị phá mỏm của chú vậy, không? Còn ở đây tôi không biết tôi bị phá mỏm hay không, nhưng mà tôi vẫn lên không gian mạng này, tôi vẫn chia sẻ, tôi nói chuyện về cái câu chuyện của chị Kim Hà ra đi tại dùm thông điệp tốt. Tôi vẫn nói được, chứ không phải là tôi không nói được, đúng không? Khi nào tôi không nói được mới gọi là phá mỏm. Còn với lý do trong những thời gian vừa qua là tôi không nói được, tôi không muốn nói thôi chứ không phải nói không được. Tại tôi không nói, có câu chuyện gì đâu mà nói. Thì trong quá trình hơn 5 tháng vừa qua thì tôi cảm nghĩ hơn 5 tháng vừa qua là coi như là cái câu chuyện này nó vẫn đang là trong có một cái sự đang điều tra hay như thế nào đó. Nó chưa có một hồi kết hoặc là chưa một cái kết luận, kết quả nào đưa ra, thì còn gì đâu mà nói. Bởi cho nên tôi ngưng lại, tôi đợi chờ những cái kết quả từ phía bên cơ quan chức năng họ đưa ra thì tôi sẽ nói tiếp, đúng không? Tôi đã nói rồi, ngay từ buổi ban đầu mà tôi làm một đoạn video là kể từ ngày hôm đó tôi không nói về câu chuyện của chị Kim Hà. Không nói về câu chuyện của chị Kim Hà là tôi tạm thời không nói về cái câu chuyện của chị Kim Hà, bởi vì câu chuyện đó hiện tại bây giờ vẫn chưa có hồi kết. Nếu mà nói tới nói lui thì cũng vẫn vậy à, đúng không? Nói lên á, nói lên cái không gian mạng thì nói cự ra, cự qua cãi lại cũng vậy thôi. Cho nên tôi tạm ngưng lại, tôi đợi chờ từ khi mà có cái những cái kết quả từ bên phía cơ quan chức năng người ta đưa ra thì tôi sẽ cập nhật, tôi gửi đến cho tất cả cô chú anh chị em mình xem và hiểu và biết câu chuyện như thế nào. Đó là cái câu chuyện mà tôi đã tạm ngưng trong những thời gian vừa qua. Thì trong số đó thì có những mấy anh mặt mâm mặt bự, anh lên anh cho rằng là tôi bị phá mỏm gì đó, phải không? Tôi hỏi mấy anh á, tôi bị phá mỏm ở chỗ nào, mấy anh chỉ với tôi chỗ bị phá cho tôi nghe nha. Ủa tôi phá là tại sao mà tôi lên tôi còn nói chuyện được, phải không? Tôi quay về những hoàn cảnh khác, tôi nói về những câu chuyện khác, tại câu chuyện á của chị Kim Hà tôi đang đợi chờ, tôi không nói nữa đó. Bức xúc quá thì hôm nay tôi lên đây tôi nói lại một câu này cho tất cả cô chú anh chị em mình biết, nhất là những anh mặt mâm và mặt bự xem và biết, chứ đừng có lôi vô cái câu chuyện rồi trong câu chuyện mấy anh muốn nói ai đó mà anh lôi vô toàn thể hết, không, tôi vẫn chưa bị phá mỏm, khi nào phá tôi cho mấy anh hay ha. Vậy đây, chứ hiện tại bây giờ tôi vẫn còn nói được đó. Tôi nói gì, tôi gọi tới được mà nè, chị Kim Hà tôi gọi được nè, đúng không? Bé Kim Linh tôi gọi được nè, đúng không? Tôi vẫn nói được mà đó. Nhưng trong hiện tại bây giờ là có một kênh YouTube tên Kim Linh không dám gọi đó, tên Kim Hà không dám gọi đó đó. Vô nghe thử đi, tên Kim Linh không dám gọi nè, tên Kim Hà, chị Kim Hà cũng không dám gọi luôn, chỉ gọi từ né là KH, đặt một cái giả thiết, một ví dụ, một câu chuyện nào khác để đưa vô những cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ, những bối cảnh hiện tại bây giờ, tại vì sao đang bị phá mỏm, thật sự là nó bị phá mỏm đó, chứ không phải tôi bị phá mỏm. Tôi nói cho những anh mặt mâm mặt bự hiểu nha, chứ tôi chưa bị phá mỏm. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ tạm ngưng đăng tải về cái sự việc của chị Kim Hà, không, tạm ngưng là thôi, chứ tôi chưa hề nói là tôi bỏ cuộc về cái sự việc của chị Kim Hà, đúng không? Có tất cả cô chú anh chị em đều biết đó. Thì trong những thời gian mấy ngày qua thì ở đây Thanh Hải có tạm ngưng đăng tải về cái sự việc của chị Kim Hà là có, nhưng mà trong số có những thành phần cho rằng bị phá mỏm gì đó, thì hôm nay làm một cái video này đó, thì cô chú anh chị em cũng đã thấy Thanh Hải có bị phá mỏm hay không ha. Đó, còn về cũng thì cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em trong những thời gian vừa qua đã bình luận và comment, nhắn tin, điện thoại đó, thậm chí là hỏi tại sao Thanh Hải lại không trả lời cái sự việc của chị Kim Hà.
Có nhiều người ta tại sao mà không thấy anh Hải quay lại, có chuyện gì hay không? Dạ xin thưa là vấn đề không có gì, vấn đề tại ở đây nói chung là nói nhiều quá về cái câu chuyện này á, nói tới nói lui thì nó vẫn như vậy thôi, cho nên ở đây Thanh Hải không nói đó. Chứ không phải là Thanh Hải là bị phá mỏm, nhưng những anh mà mặt mâm mặt bự đã lên tiếng cho rằng ở đây bị phá mỏm vẫn nói được bình thường của chú anh chị, phải không? Tại vì sau những cái câu chuyện mà những cái video mà Thanh Hải vừa đăng tải lên cho rằng là tạm ngưng lại á, thì Thanh Hải có quay về những cái hoàn cảnh nè, những cái cuộc sống bên ngoài xã hội về những người này người kia cũng khá là nhiều, chứ đâu phải là tôi bị phá mỏm rồi tôi không được nói chuyện, hay là hoặc là tôi không nói về cái sự việc của chị Kim Hà. Sai lầm ở đây, sai lầm ở đây Thanh Hải vẫn nói được nha, vẫn còn đang nói được đó. Cho nên thì hy vọng rằng qua những video ngày hôm nay đó, cô chú anh chị em cũng xem xét lại nha, Thanh Hải chưa bị phá mỏm như những lời mà anh mặt mâm bự đã lên chia sẻ. Còn về cái sự việc đêm hôm thì Thanh Hải cũng xem một cái đoạn video clip của cháu Kim Linh đã gọi điện cho kênh Lệ Nguyễn, cũng đã chia sẻ và một bạch tâm sự nói rằng cái kênh mà Nông Dân Phát Học là cái tên anh Trần Thanh Bình gì đó ha. Thì sau khi mà cái đoạn video đó đăng tải lên về cái sự việc của cháu Kim Linh đã chia sẻ cùng với anh Vũ đã gửi đến cho kênh của Lệ Nguyễn, thì trong khi đó thì mình cũng có thấy là cái kênh của Nông Dân Thất Học đó, thì Nông Dân Thất Học đã lên tiếng thì cũng nói rằng đặt một cái giả thiết, ví dụ như một cái câu chuyện trong sự việc của chị Kim Hà, sau đây mà anh Tê á, nó đặt giả thiết anh Tê luôn nha, anh Tê thì cô chú anh chị em nghĩ ai rồi. Còn về cái chị Kim Hà thì cho rằng là một cái tên là KH đó, đúng không cô chú anh chị? Chắc có lẽ là cô chú anh chị em cũng đã xem rồi đó. Thì cô chú anh chị em nghĩ coi ai bị phá mỏm nha, ai bị phá mỏm? Chứ ở đây hoàn toàn nói chung thì vẫn cái câu chuyện tôi không làm sai, đúng không? Nếu như tôi sai với luật pháp thì có luật pháp trừng trị tôi, đúng không? Còn nếu tôi sai với bản thân lương tâm của tôi thì lương tâm nó tự cắn đứt, nó là như thế. Tôi thiết nghĩ là trong những câu chuyện của chị Kim Hà đã đi tại dòng sông Dầu Tống vừa qua, thì tôi ở đây cũng là một người đăng tải, cũng như cùng bao tất cả anh em khác cũng đăng tải về sự việc của chị Kim Hà. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng là trong hơn 5 tháng vừa qua thì khi cái câu chuyện này vẫn đang còn trong quá trình điều tra, thì tôi cảm thấy là câu chuyện này còn điều tra mà mình nói hoài á, thấy không cô chú vậy, mình nói hoài thì câu chuyện nó vẫn vậy mình không nói thì mình im lặng lại để mình đi làm những cái công việc khác, mình để chờ cái kết quả từ phía bên cơ quan chức năng họ đưa ra, sau đó thì mình sẽ cập nhật lại cho cô chú anh chị em mình cùng xem đó. Nhưng mà trong những ngày vừa qua thì ở đây ở Thanh Hải không đăng tải nữa thì cho rằng ở đây Thanh Hải là bị phá mỏm phá mỏm rồi, nói chuyện không được, nói về sự việc của chị Kim Hà không được đó. Nếu mà cô chú anh chị em nghĩ không, một cái thành phần này gọi là kêu bằng chiên mơ móc, đúng không? Chiên mơ móc luôn. Nếu mà ở đây ta đăng tải nhiều quá thì cho rằng ở đây câu like câu view, đúng không? Đó, có nhiều đăng hoài, mà nếu ngưng đăng á thì nó bị nó nói mình là bị phá mỏm rồi, khổ không? Nếu mà đăng hoài thì cho câu like câu view hoặc là dẫn dắt dư luận, còn nếu mà không đăng nữa thì nó mình bị phá mỏm rồi. À, cái đường nào mà mình bây giờ cô chú anh chị em nghĩ nên làm như thế nào, đăng nữa hay không đăng? À, nếu mà mình đăng thì cho rằng mình là vậy, còn cái nếu mà không đăng á thì cũng mới nói, mà đăng thì cũng bị nói. Thì cô chú anh chị em nghĩ coi ai mới là người là câu like câu view, không ai mới là người câu like câu view? Ở đây chúng tôi không đăng nữa là tôi đã nói rồi, không đăng là tôi đợi chờ, chứ không phải là tôi từ bỏ luôn, tôi chỉ là tạm thời, thấy không? Mấy anh có giảm cái lỗ tai có lưng nghe không? Tạm thời ngưng đăng tải về sự việc của chị Hà, để chờ từ phía kết quả bên cơ quan chức năng. Khi có thông tin mới tôi sẽ đăng tải lại. Nó mấy anh có giảm lỗ tai lên tôi nghe tôi nói cái clip đó chưa? Mà mấy anh cho rằng là tôi bị phá mỏm. Phá mỏm cái gì ở đây? Tại tôi không nói thôi chứ không phải là phá mỏm hết. Đó. Thì ngày hôm nay có những cái tâm sự đó thì tôi cũng đồng hành, tôi gửi đến cho tất cả cô chú anh chị em mình nghe qua. Tôi muốn nhắc nhẹ lại cho những anh thành phần là mặt mâm mặt bự biết rằng là hiện tại bây giờ tại tôi không muốn nói nữa, tôi để chờ,
đó, trong những thời gian mà đặt vô rồi tôi, trong những thời gian những ngày vừa qua đấy, ví dụ đi mà tôi đăng tải lên á, tôi nói về sự việc đó nữa thì cũng có được cái thay đổi gì đâu, đúng không? Tôi chỉ để chờ thôi đó. Thì thay vì tôi để chờ, tôi đi quay những hoàn cảnh khác, có thể tôi giúp được hoàn cảnh khác đó 1.000, 2.000, 3.000 gì chẳng hạn, đúng không? Chờ ở đây tôi ngồi nhà tôi nói gì nó hoài làm gì, cho nên tôi tạm ngưng, tôi chỉ nói là tôi tạm ngưng thôi, chứ không phải là tôi nói tôi bỏ cuộc hay là tôi ngưng luôn. Mà mấy anh lên cho rằng tôi bị phá mởm, chứ phá mởm không ai phá mởm được cái tôi, nhưng tại tôi chưa làm sai. Khi nào tôi sai rồi thì bên phía cơ quan chức năng người ta sẽ có một cách giải quyết đối với tôi, đó là như thế đó. Thì ngày hôm nay thì cũng lâu rồi thì cũng trở lại một cái video để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị em đó, và các bạn xem những video và những cái lời tâm sự của Thanh Hải gửi đến cho tất cả cô chú anh chị em. Thì cuối video này thì Thanh Hải cũng xin kính chúc toàn thể cho tất cả quý cô chú anh chị em có một đêm ngủ thật ngon giấc và tràn đầy sức khỏe bên gia đình người thân. Thanh Hải xin chào và hẹn gặp lại.